Em xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay em làm một cái video quay lên giới thiệu cho tất cả các anh chị mình cùng xem hai mặt hoa màu tím mà vườn em đang bán nha anh chị. Trước trước thì cũng có rất nhiều anh chị mua hai mặt hoa này rồi nè. Đó là cây Nhật Thịnh và cây Đại Tôn đó anh chị. Ở đây em sẽ có hai cây nó nở cùng một lúc nên làm một cái clip á, quay lên cho anh chị mình cùng xem cái mặt hoa thực tế nè, và mình cùng so sánh về hai cái khuôn hoa của hai mẫu hoa này nha. Đó anh chị mình xem nè, đó nhìn vô là đã thấy hai cây khác biệt rất là nhiều rồi. Đầu tiên là cây Nhật Thịnh nha anh chị. Nhật Thịnh đó thì cái màu tím của nó thì màu tím nó lợt hơn cây Đại Tân. Đại Tân nó là màu tím Huế, màu tím Huế rất là đậm nha. Còn cây Nhật Thịnh nó là màu tím nó hơi nghiêng về hồng, nó pha một chút hồng. Mình có thể gọi nó đây là màu tím sen. Màu tím sen hơi hơi gần như là màu tím của cái hoa sen anh chị. Đó, màu tím sen. Hoa rất là to nha, hai bông này hoa đều rất là to. Đây so về đây cái hàng Nhật Thịnh thì hai cái phần mắt vàng này của nó sẽ rõ hơn hàng Đại Tân. Ở hàng Đại Tân thì hơi phần này nó sẽ xước xước, nó đơ điểm vàng xíu nhỏ thôi. Đó. Màu màu tím à, giữa hai màu nè, xoay hoa hai cây đều rất là to. Cái cây này á là do đó là cái cọng cây của nó nè, thân nó cái thân của nó ra nó hơi yếu cho nên nó là nó bông nó chưa to, với lại nó bị con bọ sâu nó cắn á, nó cắn cánh cho nên là nó nở không có bung giãn hết cánh. Mà hoa rất là thơm, hai cây hoa đều rất là thơm luôn nha anh chị. Đây Đại Tân thì màu tím đậm hơn nè, tôi gọi màu này là màu tím Huế á. Tím Huế thì cái lưỡi nè, viền lưỡi thì màu cũng đậm hơn nè. Còn thằng này thì lưỡi tím. Tím nó lợt hơn. Đó, hai bên má bên đây nè, màu hơi hơi hồng hồng bánh sen nè. Giống như màu tím hơi pha hồng á. Đó, hai cây hoa đều rất là to luôn nha anh chị và rất là thơm. Còn về thân lá thì cây Đại Tân. Đại Tân thì thân lá nhìn nó nhuyễn hơn so với cây Nhật Thịnh. Nhật Thịnh thì thân lá cao hơn, cao to hơn. Mà Đại Tân á thì nhìn cái thân, anh chị nhìn thân lá đó nè, nó sẽ hơi tím mất phần thân. Phần thân và cái măng của nó sẽ hơi tí tí như thế này. Còn về cái hàng Nhật Thịnh á thì thân lá nhìn sẽ xanh hơn. Thân lá nhìn xanh, bản lá cũng sẽ to hơn cây so với cây Đại Tân. Đại Tân thì nhìn lá dõng mảnh hơn nè. Đó. So về thân lá và mặt khuôn hoa, mặt hoa là nó khác nhau rất là nhiều, cho nên là những anh chị nào mình nhiều khi á mình mua cái màu tím á, mình nói màu tím đó anh chị có rồi, hoặc màu tím là một cây, nhưng mà không. Mẫu tím nó rất là nhiều nha anh chị, nó rất là nhiều mẫu hoa, rất là nhiều mặt hoa khác nhau. Đó, riêng hai cây này nở cùng một lúc để kế bên nhau là anh chị đã sẽ xem được những cái thằng phần khác nhau của nó nè. Kể về hoa nè và thân lá nó luôn. Đó anh chị mình xem thân lá của nó đã khác biệt rất là nhiều. Đây quay cho anh chị mình xem thân lá của hai cây. Đó, cái thằng Đại Tân anh chị xem là thân nó hơi tí tím nè, măng lên tím nè. Còn cây Nhật Thịnh thì thân lá xanh. Nhìn lá thì khu lá phân thân lá thì nó tròn hơn, hàng Đại Tân thì nó dõng dõng thân lá hơn một tí nha, thân nó nhìn nó thon thon, nó cao nhõng, nó nhìn nó thon thon lên như thế này nè. Đó, nhìn so sánh mình trồng hai cây thì mình sẽ so sánh được cái đặc điểm của cái cây. Đó là cái điểm để mình phân biệt được hai cái cây lan cách nó khác nhau như thế nào. Đó, lan cách là da là mình phân biệt cái cây của nó, hoa của nó là mình dựa vào khuôn hoa nè, màu sắc hoa nè, thân lá nè, kết cấu thân lá của nó, để mình dựa vào khi mình nhìn cái chậu đó là mình biết đó là cây gì rồi nha anh chị. Cho nên á là anh chị mình mua hàng lan cách đi giá, mình sưu tầm á là rất là nhiều màu sắc, rất là nhiều giống chủng loại. Và những cái cây này á là những cây mà hàng tem, hàng cách tem, tức là những cái cây á là nó nở hoa là được cấy mô ra và nở hoa là giống nhau. Nên được gọi là hàng cách tem nha anh chị. Đó, nó nở ra là trong khi cấy ra đồng loạt á thì những cái cây đó sẽ nở ra là giống y như cây mẹ. Chúng ta gọi là cách tem nha anh chị, là những cây đã có mặt hoa rồi. Ví dụ như cây Nhật Thịnh, Đại Tân đều những cây cách đã có mặt hoa, thì khi cấy ra thì nó sẽ ra là y như cái khuôn mẫu của hoa cây mẹ được cấy ra. Đó, người ta gọi nó là cây cách tem. Nó nhiều anh chị mình chơi, mới chơi mình cũng không biết cây cách tem vì sao gọi là cách tem á. Thì em cũng giải thích cho anh chị mình hiểu thêm một phần về cây cách lây da như vậy nha. Đó, cách lây da Nhật Thịnh và Đại Tân là hai cây này vườn em đều có hàng bán. Nếu anh chị mình muốn sưu tầm á thì mình cứ liên hệ em để mình đặt hàng nha. Zalo và số điện thoại của em đặt hàng là 0933124442. Đó, nhìn khuôn hoa mẫu hoa nè, hôm nay có hoa nở như thế này cho nên là hai cây nở cùng lúc. Cho nên là quay cho anh chị mình cùng xem để mình cùng phân biệt và mình cùng ngắm cái mặt hoa mà mình đã anh chị mình đã mua rồi á, thì mình sẽ xem được cái mặt hoa của nó. Đó, cây rất là đẹp luôn nha anh chị, màu tím hoa rất là thơm, cực kỳ thơm luôn nha. Cho nên là rất đáng cho anh chị mình sưu tầm mình chơi nha. Anh chị nào mình chưa có thì mình có nhu cầu sưu tầm thì mình liên hệ em để mình đặt hàng nha. Rất là đẹp luôn, màu tím rất là cưng. Đó, cây rất là khỏe. Anh chị mình xem kênh của em thì mình nhớ đăng ký kênh nè, kênh YouTube Hoa Lan Cách Lây Da Mỹ Hạnh. Và mình nhớ like video để mình ủng hộ em nha anh chị. Xin chào tạm biệt tất cả các anh chị ạ.